Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Em tên là Nguyễn Phan Thu Trang, hiện nay em đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Đây là lần đầu tiên em thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp. Trước đấy thì em chỉ tham gia những cuộc thi về học thuật như là tiếng Anh và tranh biện thôi ạ. Em có thể nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thái và tiếng Nhật ạ. Và niềm đam mê của em thì em có hai đam mê chính, đó là về nghệ thuật và về khoa học ạ. Đây cũng là lần đầu em thử sức với một cuộc thi sắc đẹp. Trước đây thì em chỉ thử sức với những cuộc thi về học thuật như tranh biện, khoa học và tiếng Anh ạ. Mục đích của em đến cuộc thi này trước hết là để học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Vì định hướng lâu dài của em là em muốn trở thành một người phụ nữ có đầy đủ cả ba yếu tố về sắc đẹp, nhân cách và trí tuệ ạ. Em cảm thấy rất là may mắn bởi vì em đã được là một trong năm bạn để được vào vòng bán kết. Em nghĩ là em sẽ cố gắng tiếp tục trau dồi kiến thức cũng như là về kiến thức xã hội cũng như là về cách ứng xử để có thể chuẩn bị tốt hơn cho vòng bán kết ạ. Bây giờ thì các bạn rất quan tâm đến hình thể của mình, rất quan tâm đến sức khỏe. Vì vậy nên em nghĩ là nếu Trà Dr. Thanh có thể phát triển một sản phẩm mà hướng tới sức khỏe nhiều hơn, không đường, chất xuất từ thiên nhiên nhiều hơn thì em nghĩ là sẽ được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ ạ. Hy vọng là với nhãn hàng Dr. Thanh, trà thanh nhiệt em sẽ tự tin hơn trong vòng bán kết ạ. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài.